Chí Phiên Ninh. Mến chào quý vị và các bạn. Mình đang có mặt ở đây là ngã tư Nguyễn Tri Phương, Vĩnh Viễn. Bây giờ là 18 giờ. Và trời nhiều mây. Có gió nhẹ, khá là mát. Đang băng qua ngã tư Nguyễn Tri Phương và Vĩnh Viễn đây. Hôm nay là cái ngày thứ bảy máu chảy Việt Tinh. Tối nay dự kiến là mặc dù là cái lễ đại lễ Vu Lan báo hiếu nhưng mà đường phố cũng sẽ là khá là đông bởi vì các đôi bạn trẻ sẽ rủ nhau đi chơi. Đây là ngã tư Nguyễn Tiểu La và Vĩnh Viễn. Rồi chúng ta sẽ vào Nguyễn Tiểu La. Cái khu phố Nguyễn Tiểu La này cũng có một số bà con người Hoa sinh sống. Chúng ta rất dễ nhận thấy là họ sẽ dán các cái lá bùa ở phía ngoài. Đây, trước mắt kia cũng là một cái nhà người Hoa, bùa chú rồi bàn thờ của họ. Họ để... Nói chứ không là có một cái gì đấy nó rất là đặc trưng. Bây giờ thì chúng ta đi tiếp nha quý vị. Giờ ở bên đường là quán bún bò Huế. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra Lê Hồng Phong. Sẽ ra cái xe Phương Trang. Mình sẽ qua đó để lấy đồ. Mặt chúng ta đang là ngã tư của Nguyễn Tri Phương và Hòa Hảo. Bây giờ mình sẽ băng qua đường Hòa Hảo. Khúc này là cấm xe hơi theo cái chiều mình đang di chuyển, còn cái chiều ngược lại thì xe hơi di chuyển được. Mục đích của họ là giảm cái áp lực ở cái giao lộ phía đằng trước mặt. Thì ở đấy là nó gần một cái phòng khám đa khoa Hòa Hảo. Chính vì nó gần đó nên là rất là đông, xe qua lại nhiều, nên người ta chỉ muốn một cái hướng thoát từ ngã, từ cái vòng xoay này trở đi thôi. Đây, khu vực đây các cái nhà thuốc bán. Cô bán thuốc rồi. Nhìn đẹp lái không? Cười tươi. Ở Việt Nam nếu mà chúng ta bán thuốc thì phải có dược sĩ các bạn nhé. Đây mình đang đi băng qua ngã tư và mình sang bên đây là cái khu vực này là chung cư Hòa Hảo. Đây là vẫn là bà Hòa Hảo nhưng mà thuộc phường 3 quận 10.
trời thì bây giờ đang có những cái hạt mưa nhẹ. Các bạn có thể nghe tiếng những người có rau, hột vịt lợn, trứng cút lợn, bắp xào. Đây, có cái khu vực này là chung cư đây các bạn. Trường học Trần Nhân Tôn. Rồi trà sữa nhà làm, nói chung là khu này buôn bán khá là sầm uất. Đây là chung cư Ngô Gia Tự các bạn nhé. Đây là Trần Nhân Tôn rồi, chúng ta sẽ ra Trần Nhân Tôn. Trời bây giờ đang có những cái hạt mưa nhỏ nhỏ. Đây, chỗ này thấy bán cây kiểng nhiều quá. Đây chúng ta sẽ vô đây. Đây là Vĩnh Viễn các bạn. Bây giờ thì là Petruski rồi. Cái chữ ký ngày nay thì nó là đường Lê Hồng Phong. Cái khu vực này thì khá nhiều các cái bến xe, bãi xe, bến xe. Mình sẽ dừng ở cái chỗ nhà xe Phương Trang, biết số bao nhiêu đây. Đi lấy đồ nhiều nhưng mà không nhớ số. Ồ đây rồi. Đây, đây, đây luôn. Camera hả? Camera hành trình. Mấy hàng công an sợ không? Ừ. Nó đâu dám bắt mày bạ đâu. Đi gặp cái là nó ấy là
chỗ gửi xe của Phương Trang các bạn nhà. À, gửi đồ của Phương Trang. Thôi giờ mưa rồi, em xin phép em đi nhá. Bye bye cả nhà. Em dừng ở đây đây.